Chào các bạn ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tắt cái tính năng hiển thị nội dung tab trên Google Chrome phiên bản 78 vừa mới ra mắt các bạn ha. Thì cái phiên bản này nó vừa mới ra mắt thì nó cũng có nhiều tính năng hay, nhưng mà riêng về cái tính năng hiển thị nội dung tab thì nó sẽ hơi gây khó chịu cho người dùng các bạn ha. Nó không có gì hữu ích hết các bạn ạ. Cho nên nhiều người muốn tắt thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tắt ha. Để biết phiên bản của Google Chrome thì các bạn có thể vào dấu ba chấm này, rồi vào F vào ô vào Google Chrome thì nó sẽ hiển thị ra cái phiên bản là 78. Đó. Bây giờ cái cách tắt cũng tương đối đơn giản ha. Các bạn có thể nhìn thấy trên cái thanh này nó ra cái đường link ha. Chrome setting này. Bây giờ mình sẽ xóa cái chữ setting đi, mình đánh cái chữ flat. Enter một cái nha các bạn. Rồi đến cái phần search flat này thì các bạn đánh cho mình cái chữ hover. Đó. Các bạn có thể thấy ở phía dưới này cái chữ tab hover card ha. Đó. Rồi ở đây các bạn chọn vào disable. Đó. Rồi các bạn nhấn vào chữ relauncher. Ok, bây giờ nó sẽ mở lại. Rồi bây giờ các bạn có thể thấy ở phía trên này khi mà các bạn rơi vào thì nó sẽ không còn hiển thị nữa. Đó. Thì cái tính năng này cũng không biết là ý đồ của Google Chrome nó thêm vào là như nào. Nhưng mà một khi một cái tính năng nào đó thêm vào thì nó sẽ rất là nặng. Nó làm cho Google Chrome càng này càng nặng thêm. Đó. Cho nên là các bạn cứ có thể là tắt nó đi để cho nó nhẹ máy hơn. Ha. Cái trang web này mình đang xem là trang web của mình luôn. Có vấn đề gì thì các bạn có thể vào đây xem kiến thức gì đó ha. Đó, mình cũng có rất là nhiều cái thủ thuật hay ở trong này. Rồi, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách để tắt cái tính năng xem nội dung mới trên Google Chrome 78 ha. Nội dung tab này trên cái Google Chrome mới nhất ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu mà cảm thấy hữu ích thì các bạn có thể like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều.